Xin chào các bạn Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón trùm tai họa tiết móc giả đen xinh xắn như thế này ha Đây là xung quanh phần thân nón nè Mẫu này thì mình sẽ phối trực tiếp màu trắng vào trong màu đỏ luôn ha Các bạn có thể áp dụng để tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Và mình cũng có thể trang trí những họa tiết khác lên trên thân nón ha Để làm được cái mẫu nón này thì mình sẽ sử dụng len miêu tông cuộn 125g Và đi đôi với nó sẽ là kim móc 4.5mm hoặc là nếu mà các bạn sử dụng sợi len khác thì có thể áp dụng cho mình đầu kim to gấp đôi sợi len ha đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho nó có cái chiều cao bằng từ đỉnh đầu cho đến qua tai ha kích thước này mình có để ở phần mô tả các bạn có thể nhắc vào phần mô tả để tham khảo sau đó mình làm theo kích thước để phù hợp hơn ha do tùy tay thợ móc lỏng hay chật nên số xích này nó có thể khác nhau Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 40 mũi móc xích Đạt được cái chiều cao từ đỉnh đầu đến qua tay rồi Các bạn sẽ chia cho mình cái số xích này ra làm 3 phần hoặc là 4 phần tùy thích Mình sẽ chia làm 4 phần Mình lấy một phần từ trên xuống dưới làm chóp bên trên Còn 3 phần tư còn lại mình sẽ móc cái phần thân nón ha Khi đã có được cái kích thước chiều dài này rồi nè Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích Chân thứ 40 móc cho mình một mũi móc đơn sau đó từ cái chân móc kế bên trở đi mình sẽ móc mũi giả đen ha Để ý ở mũi đơn của mình nó có một cái đường nằm thẳng như thế này Ta đâm kim vào đường đó Sau đó đâm kim vào chân móc kế bên của thang xích Kéo len qua chân móc Sau đó kéo qua ba đường móc trên kim Ta được một mũi giả đen đầu tiên Mũi thứ hai cũng làm tương tự Đâm kim vào cái đường nằm thẳng mà cạnh cái chân móc đó luôn á Sau đó đâm kim vào luôn chân móc Kéo qua ba đường trên kim Mũi kế bên tương tự nè, đâm kim vào đường sát bên và chân móc kế bên. Kéo qua chân móc trước, sau đó kéo qua ba đường trên kim. Mình làm tương tự cho đến khi mình đạt được 3 phần tư của chiều dài sợi xích này ha. Đâm kim vào cái đường móc sát bên nè. Và cái chân móc kế bên của cái mũi này. Sau đó kéo qua cái chân móc đó trước, rồi kéo qua ba chân trên kim. Làm tương tự ha. Còn một phần tư của cái đoạn còn lại nè Thì cái đoạn này mình sẽ sử dụng mũi dời để mình móc Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi á, giả đen cuối cùng Sau đó 10 chân cuối cùng này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi dời ha Dời đầu tiên nè Mũi dời thứ hai Mũi dời thứ ba Mũi dời thứ tư Mũi dời thứ năm Mũi dời thứ sáu Mũi dời thứ bảy Mũi dời thứ tám tiếp tục mũi dời thứ 9 và mũi dời thứ 10 vào chân cuối cùng. Như vậy là ta sẽ có được một cái hàng đầu tiên như thế này. Tiếp tục đến hàng móc kế tiếp móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Và các bạn để ý cho mình đây là cái hàng mũi dời của mình có được nè. Thì cái hàng móc thứ hai á mình sẽ móc vào cái đường móc ở phía trên này của cái chân mũi dời này ha. Quay ngược đầu móc nè. Thì chân đầu tiên đó móc cho mình một mũi dời. Đây vào cái đường móc nằm ở bên trên như thế này ha. Tiếp tục mũi dời thứ hai vào chân thứ hai. Dời thứ ba vào chân thứ ba. Mũi dời thứ tư vào chân thứ tư. Mũi dời thứ năm. Dời thứ sáu. Mũi dời thứ bảy mũi dời thứ 8 mũi dời thứ 9 vào chân thứ 9 và mũi dời thứ 10 vào chân móc thứ 10 sau khi đã giờ cho mình được 10 mũi rồi nè tạo được cái chóp bên trên rồi ha thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên mình móc giả đen bên dưới các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra mình cũng đâm kim vào cái đường móc nằm bên trên nè, giống như cái hàng mũi giờ bên trên ha. Và chân đầu tiên móc mũi đơn, sau đó đánh dấu vào chân đầu tiên trước. Được mũi đơn vào chân đầu tiên thì chân kế bên mình sẽ móc giả đen bằng cách đâm kim vào đường móc của cái mũi đơn và cái đường móc của cái chân móc kế bên. Kéo qua ba đường trên kim. Sau đó tiếp tục nè. Đường móc sát bên và cái chân móc kế bên. Kéo qua chân móc trước sau đó kéo qua ba đường trên kim mình làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha lưu ý cho mình khi các bạn móc mũi cuối cùng á thì mình cũng đâm kim vào đường móc của cái mũi giả dạ đen bên cạnh và luôn chân móc của cái mũi cuối cùng ha thì đây là chân móc của mũi cuối cùng nè một đường nằm trên và một đường nằm dưới ta sẽ đâm kim luôn vào hai cái đường này tức là cái chân móc của nó luôn ha sau đó kéo len qua ba đường trên kim như vậy là ta hoàn tất được hàng thứ hai. Cái điểm này sẽ giúp mình xác định được cái mũi móc cuối cùng để mình nối lại cái len màu khác nè. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc. Khi quay ngược đầu móc thì chân đầu tiên cũng móc một mũi móc đơn vào cái đường móc nằm bên trên ha. Vào đường nằm bên trên nè. Một mũi móc đơn trước. Sau đó cái mũi thứ hai mình mới móc mũi giả đen, đâm vào cái thân của mũi móc đơn và chân móc kế bên. Đây là thân của mũi đơn ha, móc vào cái đường nằm thẳng này nè, sát bên với cái chân móc kế bên. Kéo lên qua chân móc trước sau đó kéo qua ba đường. Ba làm tương tự cho mình cho đến 3 phần tư của cái phần thân nón ha, tức là cái mũi mà mình đánh dấu phía trên á. Tương tự cho đến chân mình đánh dấu. Sau khi đã móc được đến cái chân mình đánh dấu rồi thì tháo kim đánh dấu ra. Và chân đó cũng móc một mũi giả đen ha Thân nè Chân móc nè Kéo qua chân móc trước Sau đó kéo qua ba đường trên kim Tiếp tục đánh dấu vào cái chân của mũi giả đen cuối cùng đó Còn 1 phần 4 còn lại bên trên thì mình sẽ móc mũi dời ha Và các bạn cũng để ý nè Đây là cái hàng móc của mũi dời nè Mình đâm kim vào đường bên trên hoặc là các bạn cũng có thể để ý nó sẽ thẳng hàng với các cái đường móc mà mình móc mũi giả đen á cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời thì mình sẽ có 10 mũi dời vào 10 chân móc ha. Sau khi móc đến cuối thì cái chân cuối cùng cũng đâm kim vào đường nằm bên trên luôn. Sau đó móc lên một mũi móc xích Ta quay ngược đầu móc lại và các bạn sẽ tiếp tục để ý nè, hàng mũi dời của mình nè. Mình cũng đâm kim vào cái đường nằm bên hông như thế này ha. Đây. Đối với cái hàng giả đen mình cũng đâm kim vào đường bên hông, tức là mình sẽ thẳng hàng, một hàng móc như vậy luôn. 10 mũi dời vào 10 chân móc. Đây, đâm kim vào cái đường mà khi mà mình đi theo cái hướng này nè, nó sẽ nằm ở bên trên ha. Mũi thứ hai nè. Móc 10 mũi dời vào 10 chân móc tức là đến cái chân mà mình đánh dấu nha. Khi móc đến chân ta đánh dấu thì cũng tháo kim đánh dấu ra. Và chân mình đánh dấu đó sẽ bắt đầu là mũi móc đầu tiên cho cái hàng mũi giả đen. Tức là chân đó sẽ móc mũi đơn trước. Sau đó đánh dấu vào chân mũi đơn này. Và mũi kế tiếp mình sẽ móc mũi giả đen ha. Những bạn nào mà rành về mũi móc thì không cần phải đánh dấu đâu mũi thứ hai sẽ là mũi giả đen nè tiếp tục mũi thứ ba nè các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối đến chân móc cuối cùng thì mình sẽ móc luôn vào chân móc nha sau đó sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi mình gặp đôi phần thân nón lại xác định cho mình số đo vòng đầu của sai các bạn cần móc là bao nhiêu sau đó ta móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình gặp đôi lại thì nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng để mình có thể trùm qua cái phần đầu và trùm qua tay luôn ha đây, mình sẽ tạo được cái độ rộng như thế này. Trước khi nẹp hai mặt lại với nhau thì mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài ha. Các bạn cũng có thể sử dụng mũi dời để mình nẹp lại cũng được. Ở đây mình sẽ cắt một đoạn len dài để mình khâu lại cho nó dễ ha. Bây giờ mình sẽ nối cái màu trắng ha. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng mũi móc xích đầu tiên á. Đây, ở cái phần thân này ha. Đây là cái chân móc của cái mũi xích đầu tiên nè. Đâm kim vào đó. Sau đó kéo cho mình nút vừa tạo qua cái chân móc này. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích. Các bạn có thể chọn cho mình tầm khoảng một nửa so với cái phần thân nón hoặc là ít hơn một nửa cũng được, tùy thích ha. Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 12 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Khi hoàn tất được 12 mũi móc xích tạo được một cái độ dài như thế này thì lên một xích, sau đó chân thứ 12 móc một mũi móc đơn. Chân kế bên mình sẽ móc mũi giả đen tương tự như cái phần thân nón ha. móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng lúc này mình sẽ không có cái mũi dời nữa mà cứ móc mũi giả đen cho đến hết nha sau khi đã móc được đến cái mũi cuối cùng rồi nè mũi cuối cùng cũng móc mũi giả đen thì để kết thúc cái hàng móc này nối luôn vào cái thân màu đỏ bên trên các bạn để ý cho mình nè ở đây mình sẽ có một cái rãnh chính giữa đây là cái rãnh của mình nè một cái rãnh như thế này thì ở phía đầu nó có một cái chân móc ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái hàng rãnh này móc vào đó một mũi dời sau đó tiếp tục đưa kim đến chính giữa của cái hàng bính bên này nè các bạn để ý giống như là cái hàng mình thắt bính ha đây thì chính giữa của nó sẽ là chân móc móc vào đó một mũi dời thứ hai và ta sẽ quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại mình cũng có 12 chân móc thì chân đầu tiên móc một mũi móc đơn cũng vào cái đường nằm bên trên theo chiều móc này ha sau đó từ mũi thứ hai thì mình sẽ móc mũi giả đen các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi giả đen tương tự cho đến hết Sau khi móc đến hết hàng rồi thì các bạn cũng tiếp tục lên một bến và mình sẽ làm tương tự giống như cách quay đầu của cái phần thân ha. Và khi mình đã móc cho đến cuối đến sát cái điểm giao nhau giữa hai màu rồi nè, thì tiếp tục móc một mũi dời kết thúc ở cái rãnh chính giữa đó. Cái rãnh chính giữa kế bên này nè. Đâm kim vào cái chân móc thẳng hàng đó ha. Móc vào một mũi dời. Sau đó tiếp tục mũi dời thứ hai vào chính giữa của cái hàng bến này. Giống như là mình thắt bến tóc á quay ngược đầu móc lại nè móc tiếp tục thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ rộng bằng với cái phần thân màu đỏ nha và để ý cho mình nè cứ kết thúc mỗi hàng màu trắng thì mình cứ móc một mũi dời vào cái rãnh chính giữa đây cái rãnh chính giữa như thế này theo chiều mình móc thấy một cái rãnh nè sau đó mình móc tiếp một mũi dời vào cái hàng bính bên trên để móc hàng tiếp theo và cứ kết thúc là đường rãnh và tiếp tục là cái hàng bính bên trên ha móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được cái vòng đầu này sau khi đã hoàn tất cho mình được phần thân màu trắng rồi các bạn cũng kéo và cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu trước và để xác định cho mình mặt trái với mặt phải để ý cho mình ở cái hàng mà mình nối nè cái phần nào mà các bạn cảm thấy đẹp thì mình sẽ để ở bên ngoài đây cái phần này nó sẽ đẹp hơn ha các bạn sẽ để cho mình ở bên ngoài thì cái phần thân nón khi mình nối lại nó sẽ như thế này ha Mình sẽ khâu lại nè Ta sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu Các bạn sẽ xỏ cho mình sợi màu trắng trước Để khâu thì ta đâm kim vào chân móc màu trắng và cái chân móc của hàng xích tương đương màu trắng luôn ha kéo lên nè và tiếp tục làm tương tự hai chân móc song song với nhau kéo lên và nhớ guốc lại cho sợi len của mình nó sát lại nhé cứ khâu dần dần cho mình cho đến hết phần màu trắng trước hai chân móc tương đương với nhau nè Sau khi đã khâu đến hết phần màu trắng thì các bạn có thể guốc cho mình ở phần màu trắng với sợi màu đỏ lại. Mình sẽ giấu sợi len màu trắng vào trong các cái mũi móc màu trắng. Sau đó tiếp tục xỏ len và khâu cho mình cái phần màu đỏ cho đến hết. Sau khi đã khâu được đến hết thì lúc này cái đoạn len của mình nó đang nằm ở bên trên. Bây giờ mình sẽ bo cái phần đỉnh này lại ha. Ta sẽ đâm kim vào các cái đường móc mà mình thấy giữa cái hàng bính nè. Cứ đâm kim như thế này một đoạn sau đó các bạn sẽ guốt cho sợi len của mình nó thâu lại ha Và tiến hành làm tương tự cho đến hết Khâu một đoạn thì sẽ guốt len lại Như vậy là phần đỉnh nón của mình nó đã có cái độ thu nhỏ lại rồi Sử dụng dụng cụ làm cục bông hoặc mình cũng có thể sử dụng việc cắt tông để mình làm một cục bông xinh xắn như thế này và gắn trên đỉnh nón ha Ta sẽ hoàn tất được một mẫu nón trùm tai họa tiết giả đen xinh xắn như thế này Phía trước thì mình có thể trang trí những cái họa tiết khác như ông già Noel hoặc là bông hoa nhỏ cũng được ha Cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn Mẫu nón này thì cũng rất là đơn giản Các bạn chỉ cần xác định cho mình chiều cao từ đỉnh nón cho đến phần che tay Và số đo vòng đầu thì mình có thể móc được mẫu nón xinh xắn như thế này Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha Chúc các bạn móc thành công